À, mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giới Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì như thường ngày thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo Giới Chỉ Thiên tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả đây trên kênh của Giới Chỉ Thiên ở Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì sẵn nói video này luôn cho các bạn ở gần xa thì biết. Thì nói chung là ớt ở khu vực Cồn Châu Ma của em thì hiện tại là thương lái ớt ở đây á, mua là giá ớt cổ 2 nha các bạn. Thì ớt đã lên đọt của ớt cổ 2, ớt ở đây thì nói chung là cổ 2 rồi, không có mà bì dưới ở những nơi khác được. Như ở nơi các bạn á, thì ớt tơ hàng bẻ cổ nhất, thì bẻ chỉ mới có 1 đợt 2 đợt hoặc là có người thì 3 4 đợt, thì nên là các bạn không có thể phân bì được ớt ở mình ở đây. Thì tại ớt của em ở đây thì chủ yếu là người dân đây là thu hoạch, người ta đã bẻ ớt cổ 2 rồi, gần dứt dây luôn các bạn, thì nói chung là gần nhổ luôn rồi, gần nhổ bỏ luôn rồi, nên là em chỉ quay và chia sẻ cho các bạn báo giá ớt ở đây thôi, chứ em không có báo giá ớt ở toàn tỉnh Đồng Tháp nha. Hoặc là ở nơi khác thì chỗ nào em biết thì em biết giá sao thì em báo vậy cho quý anh chị và các bạn mình tham khảo giá ở đây. Thì những các bạn nào mà có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sao có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì em chỉ hôm nay là ngày báo giá ớt ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022. Lái có mua và trả giá ớt ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp thì cũng như giá ớt bình thường như mọi ngày. Thì giá dao động tầm khoảng từ 12 đến 13 ngàn đồng trên ký nha các bạn. Thì thương lái báo giá làm sao thì em quay và chia sẻ, em hỏi và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ở đây thôi. Thì ớt ở đây là ớt cổ 2, cũng xin nhắc lại ớt ở đây là ớt cổ 2 nha các bạn. Thì trái nói chung là lên đọt rồi, trái nhỏ và nám nữa, thúi nữa thì cũng có, và hiện tại một số người còn ở đây thì cũng sắp sửa nhổ hết rồi. Thì rảnh em sẽ qua ngoài đồng quay một số đám ớt thực tế cho các bạn xem và hỏi thương lái cho các bạn xem luôn, hỏi người dân coi bán ở đây hâm gạ nhiều để các bạn không có tin mình. Thì thôi thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Các bạn thấy kênh hay thì hãy ủng hộ cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Thì cuối video thì chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo ha.